Mời anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức cái chất âm rất là bạo lực của bộ Cô Hình trị giá 37 triệu hôm nay em phối ghép. Ở đây thì có sử dụng đó là loa full bass 40 LXTWK15 và một súp hơi bass 50 LXTWK18S anh em nhé. Sử dụng cục đẩy 4 kênh, hai kênh đầu mỗi kênh sẽ đánh cho một quả full 40 và hai kênh còn lại em sẽ chập bridge và đánh để một quả súp hơi 50. Sử dụng vang số LX8 và một bộ mic U900 anh em nhé. Rất bạo lực, anh em có thể đeo tai nghe hoặc cắm vào bộ Cô Hình của anh em để anh em có thể thưởng thức được cái chất âm của nó. Rất bạo lực luôn anh em nhá. Rất bạo lực đúng không anh em? Đẩy 4 kênh, vang số và micro để anh em có thể tham khảo. Rất là uy lực đúng không ạ?